Xin chào tất cả, tôi tên là Tùng, tôi đại diện cho Việt Nam tham dự chung kết toàn cầu của World Class năm 2013. Và món cocktail mà tôi mang đến cho các bạn ngày hôm nay đó tên là Chirilac. Đó là sự kết hợp chung với lại một số ingredient của phương Tây và một số cái nguyên liệu đến từ Việt Nam. Cái món cocktail này thì chúng ta sẽ kết hợp cho chúng ta uống vào buổi tối và những ngày nắng nóng ở tại Việt Nam. Đầu tiên là tôi sẽ sử dụng đó là thyme và tôi sẽ đốt nó lên để tạo mùi. Và tiếp theo là tôi sẽ sử dụng đó là ba trái dải, một trong những loại trái cây rất là quen thuộc đối với lại châu Á và cũng như đó là Việt Nam. Ok, và tiếp theo đó là tôi sẽ ba lăn cái món này lại với lại một cl của sugar và hai cl của nước chanh. Và tiếp theo đó là tôi sử dụng đó là homemade lychee. Cái lychee liqueur này, homemade lychee liqueur này thì tôi kết hợp giữa là citrus liqueur kèm với lại lychee juice. Và chúng ta sẽ bỏ vào và chúng ta sẽ keep trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày. Và tiếp đó là tôi sẽ sử dụng đó là rượu Syrah vodka. Đây là một loại rượu được làm từ nho nổi tiếng ở Pháp và nó có rất là nhiều vị citrus. Và tiếp đó là tôi sẽ sử dụng đó là raspberry puree. Cái này nó more sour và more sweet, với lại cộng kèm đó là một ít vị ngọt và khác lạ cho cái món của cocktail này của tôi. Và tiếp theo là tôi sẽ làm lạnh cái món cocktail này vừa của tôi. Đường này sẽ tỏ ra và tiếp theo là tôi sẽ rót cái này ra. Ở trong này nó sẽ có một ít cạn từ thyme và một ít raspberry còn cộng lại, và tiếp theo là tôi sẽ double drain nó lọc lại và tạo ra những cái tinh khiết còn lại của nó trong cái ly cocktail này của tôi. Và cái này là tôi sẽ sử dụng một ít tinh dầu, không có quá nhiều tinh dầu của citrus. Món cocktail này tên là Chirilac. Thì cái món cocktail này là kết hợp giữa lại rượu Syrah của Pháp, nó rất có là nhiều vị citrus và vị trái cây cộng kèm với lại cái vị, đặc biệt là vị ngọt một chút xíu là cái vị ngọt từ trái nho. Và cái ly cocktail này chúng ta có thể enjoy những cái nơi cao hoặc là những nơi thoáng mát và rất là đẹp, và những ngày rất là đẹp.